Trên địa bàn huyện Cần Giuộc, Long An, khi nhắc đến chị Nguyễn Thị Thu Vân, chủ cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ Thúy Chiến CNC, hầu như ai cũng biết đến. Nhận thấy sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và việc áp dụng công nghệ máy CNC vào công việc điêu khắc mà vốn dĩ xưa giờ chồng chị chỉ làm thủ công bằng tay, chị đã quyết định đầu tư máy móc để tạo ra những sản phẩm đúng với bản vẽ thiết kế. Điều đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đáp ứng được yêu cầu về chi tiết gia công cũng như thời gian thực hiện. Với quyết tâm đó, chị đã dành thời gian tiếp cận với máy vi tính, rồi đi học cách vận hành, sử dụng máy điêu khắc gỗ tại công ty Đông Phương. Đến nay, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ sở điêu khắc gỗ của chị đã ngày càng phát triển, nhận gia công theo mẫu cho hơn 10 cơ sở mộc trong và ngoài huyện. Qua đó, tạo công ăn việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Chị Vân chia sẻ về những khó khăn khi mới tiếp cận công nghệ và những thuận lợi khi chị mạnh dạn quyết định đầu tư máy CNC điêu khắc gỗ tại công ty Đông Phương. Nói chung là cái niềm đam mê với những cái mẫu, những cái hoa văn, tự nhiên sau nó đam mê. Rồi cái mình mới quyết tâm là mình đi học, thì đi khi lên công ty học chuyển giao công nghệ rồi về mình nắm bắt rồi cũng còn yếu lắm. Để về rồi xong rồi trong quá trình làm á thì nó cũng có nhiều cái khó khăn, là bởi vì là mình cũng lớn tuổi rồi, cái phần là cái vi tính đó là mình tự học lớn thôi cho nên không qua trường lớp, nên nó cũng có cái vất vả. Cái nghề này á là nó phải là có cái sự tỉ mỉ và phải có chịu khó, chứ nếu mà nhưng mà mình thất bại mà mình nản là mình nghĩ là không thể nào làm được. Nhiều khi đang ngủ vậy mà từng có cái ý tưởng mới, cái mình ngồi dậy mở máy lên làm chép lại liền, chứ nếu không thì sáng ngày sợ nó quên. Nó vậy đó. Thì mình cũng có được 5 người thợ làm tay, thì khi mình làm trên máy xong thì để ra thì thợ tay sẽ tỉa lại những nét tỉ mỉ lại, cho nên là cái hàng của mình nó ra nó đẹp hơn là những chỗ mà người ta chỉ đi máy CNC không, thì có những cái nó không có tỉ mỉ bằng mình tỉa tay lại. Thật sự là mình đã đam mê mà mình phải cố gắng mình làm sao cho cái mẫu của mình ra phải đẹp, phải vừa ý khách hàng. Đó là cái tiêu chí của mình. Qua cái quá trình làm, nói chung là hiện tại bây giờ thì cái thu nhập của mình là nó ổn định, nó coi như là nó rất là ok so với những người phụ nữ ở quê. Ngay sau đây hãy cùng tìm hiểu chi tiết cấu hình máy CNC đồ gỗ 13254 đầu mà chị Vân đã lựa chọn đầu tư nhé. Thiết kế máy có hành trình làm việc 1m55, dài 2m5, 4 mũi đục công suất 2,2 kW, vai máy cao 350mm, đáp ứng nhu cầu gia công đa dạng các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ với độ đục sâu tối đa 8cm, độ dày phôi gỗ 30cm. Phần khung máy được sơn tĩnh điện màu đỏ rất bắt mắt, ngoài ra quý khách có thể thay đổi màu sơn vàng hoặc xanh như chị Vân. Phần kết cấu cơ khí của máy vô cùng cứng vững. Đo công ty Đông Phương trực tiếp sản xuất theo bản thiết kế đã được đăng ký bản quyền với Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam mà khó có đơn vị nào có thể làm được, đảm bảo độ bền toàn bộ hệ thống máy hoạt động ổn định trên 10 năm. Dẫn hướng ba trục sử dụng vít me, dây trượt nhập khẩu TBI Đài Loan giúp máy vận hành ổn định trong thời gian dài. Động cơ điều khiển sử dụng dòng AC servo, tốc độ vận hành nhanh nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và nét mịn của sản phẩm. Máy sử dụng bộ điều khiển CA100 giao diện thuần Việt giúp người dùng dễ dàng tiếp cận công nghệ. Dàn củ đục chính hãng GDZ thiết kế tiêu chuẩn riêng theo yêu cầu, sử dụng vòng đi cao tốc V4 UTE đem lại sự bền bỉ tuyệt vời. Thanh nhôm gá giữ dàn củ đục bản dày 12mm, nhập khẩu độc quyền, không phân phối lẻ ra thị trường. Đặc biệt, để giảm điện năng tiêu thụ, CNC Đông Phương sử dụng biến tần điều khiển hệ thống củ đục. Theo thực tế khách hàng chia sẻ, chi phí tiền điện trong một tháng của một chiếc máy hoạt động hết công suất chưa đến 1 triệu đồng. Hy vọng với chia sẻ của chị Vân sẽ giúp nhiều khách hàng đang còn lo lắng về cách sử dụng máy sẽ tự tin hơn khi quyết định đầu tư máy CNC đồ gỗ. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đến phụ trách kinh doanh của CNC Đông Phương theo hotline 0362 903 888 hoặc 0368 838 388. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng tốt với mức giá cạnh tranh cùng dịch vụ hậu mãi lâu dài uy tín. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.